Kìa, tuấn mã của ta, sao lại không đi nữa? Tâu bệ hạ, có lẽ con ngựa cũng đã mệt rồi. Người đi cả ngày hôm nay mà trời thì nắng thế này. Thôi được rồi, chúng ta nghỉ đây một lát. Xin mời khách quan. Thưa bà, cho ta hỏi, ai là người đã têm trầu này? Chẳng giấu gì khách quan, đây là trầu do con gái của tôi têm. Bà lão à, liệu có thể cho ta gặp con gái của bà hỏi chút chuyện được không? Bà lão, đây là nhà vua đó, chẳng lẽ bà muốn kháng lệnh của vua hay sao? Tâu bệ hạ, thần không có ý đó, thần sẽ gọi con gái của mình ra ngay. Tắm ơi, tắm. Tắm, hoàng hậu của ta, nàng còn sống, làm sao nàng lại đến đây? Dân bệ hạ, thiếp còn sống, gặp được người, thiếp mừng quá.